Hiện tại ở trên tay của Thắng đang có một chiếc băng đạn. Và ở trên cái con đường này thì có rất là nhiều các viên đạn rải rác khắp mọi nơi. Nhiệm vụ của Thắng bây giờ là phải đi thu thập tất cả những viên đạn đó, rồi sau đó là lạp vào những cái khẩu súng ở cuối con đường, điều khiển làm sao bắn đổ tất cả những chướng ngại vật hoặc là tránh xa nó ra. Và phần thưởng dành cho Thắng nếu như chinh phục cái con đường này là một chiếc xe tăng bọc thép màu xanh quân đội. Cho nên là các bạn hãy cổ vũ Thắng để anh giành được kết quả xe tăng đấy nha. Hiện tại Thắng đang có 357 đô. Thắng sẽ nâng cấp chắc là chỉ được một cấp thôi. Một. Wow, không sao. Thêm một lần nữa. Way, yeah. Và lần thứ ba là người ta bắt Thắng xem quảng cáo rồi. Có lên xem không đây? Mới vào ván đầu tiên mà xem quảng cáo thì lại thành cùi quá. Và nhìn ở đây, hình như là các bảng chỉ số nâng cấp súng này là sao? Wow, đúng luôn. Level 1, súng level 2, 3, 4, 5, 6. Càng level cao thì súng càng xịn luôn đây này. Bên này nữa, rất là nhiều súng luôn nha. Ui, sóc gun kìa. Thế này bao giờ tôi mới có nhiều tiền để tôi nâng cấp đây? Wow, bên này là khẩu súng ngắm luôn nha. Cái khẩu level 5 nhìn xịn nhờ. Tới khi nào thì Thắng mới sở hữu cái khẩu súng cuối cùng đây? Cánh cửa số 3, Thắng sẽ chọn cánh cửa số 3. Càng nhiều viên đạn thì càng tốt nha. Cánh cửa này thì chúng ta chỉ cần thu thập tất cả các viên đạn mà thôi. Điều khiển thật nhanh vào. 3 trên 14 viên đạn à? Là như là... sao Thắng chỉ được hai khẩu súng thôi? Tức là Thắng có ít đạn quá. Thắng không thể làm cho những cái khẩu súng ngầm hay khẩu sóc gun bên kia. Ôi, nhìn kìa, khoan á, có một cái khẩu súng lục ở bên này, nhưng mà bóng bay đã đưa nó đi mất rồi. Và Thắng chỉ bắn được một hàng bên này thôi. Và cuối con đường kia là quả xe tăng. Trời ơi, xe tăng ngầu quá. Thắng sẽ phải liên tục xem quảng cáo để lấy tiền. Ui, súng lục của Thắng bây giờ không phải là súng lục bạc nữa mà đã chuyển sang cái súng lục khác rồi kìa. Còn Machine Gun mới được 33% mà thôi. Súng trường được 0% bởi vì là Thắng chưa làm một cái viên đạn nào cả. Có 3.500 đô rồi, ta sẽ nâng cấp 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Và hết cỡ rồi. Hình như là mỗi văn mới người ta lại bắt Thắng nâng cấp lại từ đầu hay là sao ấy. Nếu như chút nữa không được giữ nguyên cái lúc mà Thắng nâng cấp thì Thắng sẽ không bao giờ Thắng xem quảng cáo để lấy tiền nâng cấp ở đâu. Ít đạn quá đi. 4 trên 18 viên, 3 băng đạn này. Một súng, hai súng, khẩu súng thứ 3. Ôi, vẫn chỉ được cái khẩu súng thứ 3 mà thôi. Thắng nâng cấp rất là nhiều rồi. Én này có tiền đô ở bên dưới mỗi cái tấm gỗ này nha. Và bên cạnh này có cái khẩu súng lục nó đang bay mà Thắng không biết làm thế nào. Thắng lấy nó. Ui. Wow, mỗi khẩu súng thì viên đạn nó sẽ khác nhau luôn nha. Màu đỏ, màu xanh ngọc, rồi cả màu da cam nữa. Nhưng mà Thắng phải họ lại ở đây rồi. Uầy, hay quá. À, càng chơi người ta càng hiển thị ra nhiều chức năng nè. Món quà 9,99 đô. Tôi làm gì có tiền mà 9,99 đô. Bên này có 4 viên đạn này. Sang cái cánh cửa to nhất mà ăn nha. Thêm 2 viên, 8 viên này. Úi. Thắng vẫn chỉ có 3 băng đạn mà thôi. Cái này thì làm sao mà được cái khẩu ngầm? Người ta cố tình chôn mình rồi. Có cái khẩu súng lục bay ở bên kia mà không làm thế nào để Thắng lấy được nó. Cái tên 65 này, bắn nó có tiền đô luôn. Đam này, tăng đam, không lấy tiền. Chắc chắn là Thắng sẽ không thể với được cái quả xe tăng kia rồi. Bởi vì là Thắng chỉ có hai cái khẩu súng mà thôi. Mà càng ngày, những cái cục màu vàng kia, cái cục tiền nó càng cao càng to thì Thắng bắn làm sao được. Uầy, khoan, nhìn kìa. Bên này cơ, Thắng nâng cấp được rồi nhưng mà người ta vẫn bắt xem quảng cáo để sở hữu cái quả súng này. Thắng quên mất súng này tên là gì rồi, các bạn nhớ comment bình luận để cho Thắng biết súng này tên là gì nha. Ở trong FIFA ấy, có thể cầm mỗi tay một cái khẩu súng đó bắn bèng và cực kỳ là nhanh. Hay quá, phát này là Thắng đã có một cái băng đạn của khẩu súng nào đây. Khẩu súng thứ 3 và... ơi, không cả có khẩu súng của sóc gun nữa đâu. Thắng cũng không thích nhặt tiền đâu, bởi vì là nhặt tiền xong, nâng cấp xong là người ta lại bắt chúng ta đi xét lại tự động. Nâng cấp viên đạn và bây giờ Thắng bắn mạnh hơn rồi nè. Đúng là súng xịn có khác. Cũng chỉ đến cái cột này thôi. Bảng sóc gun với cả bảng súng bắn tỉa này không nhúc nhích 1% nào cả. Nhưng mà bảng súng lục thì Thắng đã mở được một cái khẩu súng lục bạc cao bồi. Bây giờ là phải xem quảng cáo để mở nó ra. Vâng, và bây giờ Thắng đã có cái khẩu súng lục này rồi. Nhưng mà Thắng nhận ra một cái điều là Thắng cứ phải... Khoan. Cái khẩu súng lục thế là bây giờ băng đạn cũng là băng đạn hình tròn này. Nhưng mà cái điều quan trọng ý thì chúng ta vẫn phải xem quảng cáo để có tiền. Xong bắt đầu là nâng cấp cái băng đạn này.
Một lần nâng cấp được một viên thôi, 12. Rồi xong, bây giờ muốn nâng cấp nữa thì phải xem quảng cáo được 5 tới 10 viên kìa. Xem luôn. Thà một lần VIP còn hơn à? Ván nào chơi cũng bị cùi. Vâng, và bây giờ là kịch cỡ đấy, không thể nâng cấp được nữa. Lên à. Mọi sự cố gắng phải nhờ vào thắng mà thôi. Cộng vào 8, cộng vào canh cờ 8 này. Xong, hết rồi. Tại cái con đường này là người ta thiết kế cho chúng ta không bao giờ có thể lạp đạn cái khẩu sắp gươm, cái khẩu súng ngầm kia. Uầy, hay quá. Mồm vừa nói xong không bao giờ, thế là người ta tặng cho mình luôn cái khẩu súng ngầm để chứng tỏ người ta không nói điều. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Bắn qua cái cánh cửa này, sức mạnh tăng lên 127. Và anh em nhìn đây này, lần này là thắng có thể bắn đến quả xe tăng kia không. Chiu chiu, bùm bùm. Bắn hai hàng thôi nha. Xong, cột 1.000 nữa này. Nữa này, nữa này. Uầy, bắn một cột rồi, 3.000, 3.000. Uầy, sát combo đỏ rồi. Wow, chút nữa thôi. Uầy, còn cái khẩu súng gì nữa đây? Wow, được lắm, trò này hay đấy. Yo, thêm phụ kiện cho súng được luôn á. Wow, 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 wow. Sao bắt đầu chọn ống ngầm nhiều sao này. Trời ơi, yeah, kinh đó nha. Tải trò này luôn mới được. Có luôn, yeah. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Mở thêm được một cái bảng súng mới này. Không phải bên này, mà là bên này. Một khẩu mạ đồng luôn. Xem để nhận thôi nào. Và thằng đã mở khóa được rồi nha. Cất em nó ở đây. Ui, cấp độ tiếp theo mở nữa. Thằng đang có 6.823 đô. Bây giờ tiếp tục quá trình nâng cấp một này. Wow. Ui, có một phát nâng cấp là người ta cộng rất là nhiều viên đạn nha, chứ không phải là một phát là cộng một viên đâu. Đó, các bạn thấy chưa, lên 13, 14 luôn. Ui, nhưng mà phát này mất tận 1.600 kìa. Ui, có băng đạn mới rồi. Tiếp, thế là hết mất tiền. Và bây giờ thằng xem tiếp một lần quảng cáo nữa. Đằng nào mình chả mất nhiều tiền nâng cấp rồi. Lần này có mờ vô đối luôn, chưa xuất phát mà đã băng đạn khác rồi nha. Cộng 10, cộng 10, cộng 10 đây, cộng 10 đây. Ăn một phát được hai canh cửa thì tuyệt vời luôn. Tại sao mình có thể ăn cái cánh cửa 4 được nhở? Ơ, đầy băng đạn rồi, không sang cái khẩu kia được nữa. Ê, 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 wow, anh em ơi, nhìn đây. Và bây giờ thằng đã có thể dùng được cái khẩu súng ngắm rồi nha. Thằng cứ tưởng là không thể lạp được nữa cơ, không được cái khẩu súng ngắm mới cơ. Nhưng mà hóa ra may quá, may quá, may quá, may quá. Yêu, 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 yêu. Được phát được rất là nhiều súng nhưng mà, ê, đam lại quá là yếu luôn, không biết là có ăn thua gì không đây. Ui, 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 cố lên, 2.000, 2.500, yeah, 3.000 đi. Ơi, không cả sang được cái cột màu đỏ mà lại còn được ít tiền nữa chứ. Bây xem quảng cáo mới có 1.782 tiền, người ta bịp mình rồi. Hình như là thằng đã mở ra một cái khẩu sóc gun mới. Đúng luôn, phải xem quảng cáo. Đây giống như kiểu sóc gun mà săn thú ở trong rừng. 1, 2, 3, 4. Thế là hết tiền thôi, lần này là tôi sẽ không xem quảng cáo nữa đâu. Chơi game thì ít nhưng mà xem quảng cáo thì nhiều. Quá là mất thời gian. Lần này có đủ đạn lắp cho khẩu sóc gun không? 1 nè, 2 nè, 3 nè. Ôi giời ơi, thấy chưa? Không xem quảng cáo phát là tôi lại trở thành quá là cùi 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 cùi. Bên này ta đam kìa. Mãi lên, 200 đam, 200 đam. Trời ơi, không xem quảng cáo phát là phát lại, trời quá 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 là cùi luôn ấy. Chắc gì đã qua được mấy cái cột màu xanh lá cây kia. Cố lên, cố lên. Thôi họ rồi, họ đúng vào cái cột màu xanh lá cây thứ nhất. Giờ mà người ta cho thằng xem full thì thằng cũng xem full luôn, lại còn sở hữu cái quả xe tăng chứ. Cộng 10, vâng, đến đây là hết mất cả đạn rồi. Chỉ cộng được 9 nữa thôi. Bằng nào đây, bằng nào đây. 1 nè, nhưng mà ấy, giờ súng của thằng là toàn là súng VIP rồi. Ok. Ơ, thế còn cái khẩu súng ngầm của tôi. Yo, tốc độ, tốc độ, tốc độ. Tốc độ lên, đam kìa, cố lên, cố lên. Bắn cái cánh cửa ở giữa đi. Cộng nào, cộng nào, cộng nào, cộng nào. 100 đam. Trời ơi, không được 100 đam. Có qua được cột màu xanh lá cây không đây? Thằng phải bắn từ xa rồi. Bắn một hàng thôi. 2.000, 2.000, 3.000. Không thể lên được cái cột màu đỏ. Trời mãi mới có 8.627 đô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên một cái băng đạn khác. Ê, xem. Hai. Vẫn chưa thể sang một cái băng đạn khác được. Không thể là mà nâng cấp. Trời ơi, có cho tôi 100.000 đô để tôi nâng cấp đi. Ủa, nhưng mà khoan đã. Ui.
cái con đường này có nhiều đạn nhưng mà lại không có mấy cánh cửa để nhặt đạn. Có sang được cái khẩu súng ngắm của tôi không? Cố lên. Dạ, yeah, được luôn, thấy chưa? Xem quảng cáo một phát là khác hẳn luôn. Rồi, tăng đam nè. Bên này cũng tăng đam nữa. Bắn hết cái cánh cửa tăng đam thắng 100, không được 100. 4 khẩu súng, 5 khẩu súng mà bắn không thể làm mà sang được. Ôi, 100 đam là sao vậy ta? Màu đỏ đi, màu đỏ đi, màu đỏ đi. Sang cái cột màu đỏ không đây? Rồi, 1.004 này, 1.006 này, 2.000, 3.000. Yo, thất vọng quá. Trời, mai thì cuối cùng thằng cũng đã mở được khẩu súng ngầm level 2. Ok, các bạn nào mà đã sở hữu được cái quả xe tăng bọc thép đây rồi thì nhớ comment để cho thằng biết nha, để thằng còn có nhiều động lực thăng cày sở hữu cái quả xe tăng đó, đỡ phải cầm mấy cái khẩu súng bắn làm cái gì. Và video tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bây giờ là bye bye.